Xin chào cả nhà ha, em Thanh Hóa. Thanh Hóa ở miền Tây, chứ không phải Thanh Hóa ở tỉnh Thanh Hóa. Em gửi lời chào chúc và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha, đều được mạnh khỏe làm ăn phát tài phát đạt ha. Cái này là cái bộ chuyển đổi cáp điện thoại hay sao á ha. Giờ đem quay cái mặt trước cho quý khách xem ha. 2 4 6 7 8 8 loại ha. Còn nguyên cái hộp này nó bán giá là 100.000 chưa bao gồm phí ship ha. Cáp gì đùm lum tá lả đây nhưng mà không biết nữa ha. Cả những món 10.000 đó. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái khăn là chính với cái vỏ ngoài bảo vệ nữa mà. Nói cho vui vậy thôi chứ em bán hết nha, không có bán lẻ cái 10.000 nha, tạm phân tích vậy thôi. Bán hết bộ này là 100.000. Rồi ok, bán xả cửa luôn, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua. Con này chuyển khoản em bao ship luôn, chắc 20-30.000. Rồi bán mau bán nhanh bán lẻ luôn. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.